Rồi, mình xin chào tất cả cô chú anh chị cùng các bạn đang xem kênh Các Chuyện Chấm Với Em của mình nha. Trong clip hôm nay mình sẽ cập nhật cho quý anh chị mình xem các dòng cá chép hiện có shop mình cho quý anh chị xem và tham khảo ha. Đó, thì quý anh chị lưu ý giùm em, cá này em đóng em gửi tỉnh, em chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước, sau đó mới đóng thùng và gửi ship ha. Vì đây là cái mặt hàng các kiện gửi đi không có gửi về được. Đó, mình tin tưởng thì mua và không tin tưởng thì thôi. Đó, em bán cho khách hàng là cũng như nhau. Đó, và em mời quý anh chị mình tham khảo các dòng cá chép của em hôm nay nhé. Rồi, đầu tiên mình sẽ đến với combo thứ nhất. Đó, combo thứ nhất này em sẽ có là 4 con coi bướm. Ở đây là điều vảy rồng, tai bơi dạ quang nha quý anh chị. Đó, tai bơi nó sẽ phát sáng ha, màu trắng trắng. Đó, thì cái chiều dài nó có con bé này thì nó tầm khoảng 20, còn lại thì tầm khoảng 23 cm. Ở đây là dạng sọt ngắn nha quý anh chị. Đó, cái dạng là body nó sọt ha, nó ngắn. Nó thân nó không có dài như mấy đợt trước ha. Đó, thì nó to nhưng mà nó ngắn nha quý anh chị. Đó, thì chọn cái combo này em đang bán với giá là 400k nha quý anh chị, combo đầu tiên, combo số 1 nha. Đó. Rồi, tiếp tục mình sẽ đến với combo thứ hai. Combo thứ hai này em sẽ có là 5 con coi bướm, size tầm khoảng 20-21. Đó, thì có cái combo này em đang bán với giá là 390k nha quý anh chị. Đó, ở đây em sẽ có là 3 con bông và 2 con vàng. Vàng, một con vàng là một con vàng đồng, một con vàng vàng chanh nha quý anh chị. Đó, mỗi combo nó sẽ em sẽ phân bố về màu sắc nó sẽ khác nhau. Đó, quý anh chị mình cứ xem từ mình thích cái combo nào mình chốt combo đó ha. Và anh chị lưu ý cái này em chỉ gửi trong ngày, tức là những cái nơi mà em gửi xe hoặc là gửi tối thiểu tầm khoảng 24 giờ. Đó, cái dòng này em không có gửi lâu được. Đó, tại vì nó xài oxy và đóng thùng, cái đóng thùng rộng nữa. Đó, nên anh chị nào mà ở miền Trung hoặc miền Bắc thì em không có gửi được ha. Rồi, combo thứ hai 390k cho 5 con nha quý anh chị. Rồi, tiếp tục mình sẽ đến với combo thứ ba. Combo thứ ba này em sẽ có là 5 con coi bướm và gồm là 5 màu sắc nha quý anh chị. Đó, và cái chiều dài của nó thì cái con vàng này thì nó tầm khoảng 20-21 cm, nó là dòng sọt ngắn nha. Đó, còn cái con to nhất thì size nó tầm khoảng 25. Đó, thì ở đây em phỏng từ 21-25 cm nha quý anh chị. Đó, và chọn cái combo này em đang bán với giá là 500k nha quý anh chị, combo thứ ba. Thì mỗi cái combo về phần màu sắc nó sẽ khác nhau nha quý anh chị. Ở đây em không có phải nói là to nó sẽ là mắc, nhưng mà em cân theo cái độ đẹp của cá, có thể con nhỏ nó còn mắc hơn con lớn nữa. Đó, nên mỗi combo nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Đó, combo thứ ba 500k nha quý anh chị, cho 5 con 5 màu và cái size tầm khoảng 21-25 cm nha. Rồi, mình tiếp tục với combo thứ tư. Combo thứ tư này em sẽ có là 6 con coi bướm. Về phần màu sắc thì nó cũng hoàn toàn khác nhau. Đó, ở đây em sẽ có là cái size nó tầm khoảng 20-21 cm. Đó, rất là đều cá nha quý anh chị. Đó, màu đen nè, màu vàng vảy kim tuyến nè, vàng vảy rồng nè, bông ba màu, một con đỏ như kỳ trắng và quen, một con đỏ trắng. Đó, thì nãy giờ những cái combo em ghép á, nó đều rất phù hợp luôn, không có con nào mà gọi là nó xấu hoặc là nó thừa thải hết á. Em cân đối rất là đều màu để cho quý anh chị mình tham khảo. Đó, thì chọn cái combo này em đang bán với giá là 430k nha quý anh chị, 430k. Đó, thì cái này anh chị lưu ý nha, em không đóng gửi xa được hoặc là gửi lâu ngày được nha, chỉ gửi trong ngày tối thiểu là 24 giờ. Đó, hoặc là những tỉnh thành gần á, em gửi xe á, thì nó sẽ ok hơn. Đó, rồi tiếp tục mình sẽ đến với combo thứ năm. Combo thứ năm này em sẽ gồm là 6 con coi bướm, về phần màu sắc thì nó cũng hoàn toàn khác nhau. Đó, ở đây thì em có size tầm khoảng 20-21 cm. Đó, rất là đều cá nha quý anh chị. Đó, và chọn cái combo thứ năm này em đang bán cho quý anh chị mình với giá là 400k ha. Đó, đây cũng là cái combo cuối cùng của coi bướm nha quý anh chị. Đó, bây giờ em sẽ tiếp tục với các dòng thứ tự để quý anh chị mình xem và tham khảo nha. Rồi, tiếp theo ở đây mình sẽ có một con coi bướm size to nha quý anh chị. Đây là cái hàng bữa mà em có 3-4 con đó, nó còn lại một con duy nhất này. Đó, thì cái màu của nó là màu đỏ cam và những cái di kỳ nó sẽ là màu trắng nha quý anh chị. Và cái chiều dài nó tầm khoảng 30, hơn 30 nha. Và con này em đang bán với giá là còn lại một con nha, giá còn lại một con luôn. Đó, giá bình thường thì con này em bán là 650 nha. Nhưng này nó còn một con thì em bán cho quý anh chị mình với giá là 550k cho con này nha. Em giảm 100 nha quý anh chị, hàng cam kết không thật không lỗi nha. Hoàn thiện nha quý anh chị, em còn con cuối cùng ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ đến với dòng chép phi tầng. Phi tầng panda, ở đây em sẽ bỏ lộn xộn vô đây ha. Thì ở đây em sẽ có size tầm
khoảng từ 6 sen đến 8 sen nha quý anh chị. Đó, và em đang bán đồng giá là 100k một con. Và quý anh chị chốt giùm em ha. À, chốt giùm em 3 con, em tặng 1 con ha. Tức là 4 con là sẽ 300k nha quý anh chị. Về màu sắc thì ở đây em sẽ có là ở đây em còn được hai con màu đỏ cam. Vàng vàng nha quý anh chị, vàng cam chứ không phải đỏ cam. Đây. Ở đây em sẽ có là hai con. Đó, và màu trắng bạc nè, rồi màu cam đen, vàng đen. Đó. Màu vàng. Đó thì ở đây nó sẽ có những cái màu như thế. Đó. Anh chị chốt 3 em tặng 1 ha. Đó. Và anh chị chốt nhiều em sẽ có giá ưu đãi hơn nha quý anh chị ơi. Đó. 100k một con. Đó. Mua 3 con em tặng 1 con nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với một đôi panda size tầm khoảng 14-15 cm nha quý anh chị. Giá của nó là 300k một con. Đó. Thì ở đây em còn một đôi nha quý anh chị. Đó. Anh chị chốt một đôi này giá của nó là 600 ha. Em giảm còn 450k cho một đôi này nha quý anh chị. Đó, một dòng sọt sọt ngắn đuôi dài ha. Đó, đây là độ to của cá nè. Đó. Panda. Đó, con này thì dạng như super luôn, nó ngắn rất là ngắn quý anh chị, cái mình rất là ngắn nha. Đó. 600 còn 450 nha quý anh chị cho đôi này. Rồi tiếp tục em đến với dòng sư tử sọt body. Đó, super cũng như là tay ngắn nha quý anh chị. Đó. Ở đây em sẽ có cái chiều dài nó tầm khoảng từ 10 cm tới 12 cm, em đoán phong phỏng tầm đó ha. Đó, thì ở đây nó có một con nó bị lỗi. Đó, đây nè, nó hơi cong nhẹ về cái phần đầu. Đó, thì cá này em đang bán với giá là 320 một con ha. 320 thì anh chị nào mình cứ xem video đi, ở đây em quay rất là kỹ nè, mình cứ chụp hình và mình khoanh con nó lại giùm em ha, sẽ bắn chính xác con đó và gửi cho quý anh chị mình nha. Rồi tiếp theo đây em sẽ còn là ba con sư tử vàng tay trắng nha quý anh chị. Đó, thì cái chiều dài nó tầm khoảng 11-12 cm ha. Đó, và giá em đang bán là 400k một con nha quý anh chị. Ở đây em còn lẻ ba con ha, còn lẻ ba con. Đó, anh chị có thể mình xem video mình chốt con nào mình chụp hình khoanh lại giùm em ha. Ở đây em có báo giá báo sai công khai cho quý anh chị mình rất là dễ mua. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với màu đỏ super sọt. Ở đây thì em có size tầm khoảng 10-11 cm nha quý anh chị. Đó, 10-11 cm và giá em đang bán là 300k một con nha. Và em còn 2-4-6 con nha quý anh chị. Đó, chốt hết thì em tính 5 con ha. Có quý anh chị nào chốt hết thì em tính giá 5 con thôi. Đó, ở đây là phần di kỳ tay bơ, thì ví dụ anh chị mà thích nó đồng màu với cá thì mình có thể mình lựa những cái vai bơ như thế này. Còn mình thích tay bơ dạ quang đó, thì mình có thể lựa những con như thế này. Đây, tay bơ dạ quang nha quý anh chị, nó sẽ sáng sáng trắng trắng ha. Đó, ở đây em bán đồng giá là 300k một con nha quý anh chị, tay tầm khoảng 10-11 cm nha. Đó, cái này về quý anh chị đánh đèn nó là xuất sắc luôn nha. Ở đây em quay đầm trắng với nó con đỏ như thế này rồi. Đó. Và tiếp theo mình sẽ có một cặp sư tử như thế này. Đó, một con size tầm khoảng 12, một con size tầm khoảng 14 nha quý anh chị. Đó, thì cá này em đang bán với giá là 300k một con. Còn đối với màu full đen, full đen thì em đang bán với giá là 500k và cái size nó tầm khoảng 14 cm nha quý anh chị. Đó. Cặp trắng này thì có một con lớn nó bị lỗi, nó quỳ quéo tay bơ nha quý anh chị. Đây nè. Đó. Thì anh chị nào mà mình có chốt một đôi trắng nha. Đó, đôi trắng này là 600k, em sổ cho quý anh chị mình với giá là 400 thôi, giảm cho quý anh chị mình 200k nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với sư tử trắng sọt size tầm khoảng 7 cm. Đó, tầm khoảng 7 cm nha quý anh chị. Và giá em đang bán là 150k một con. Một đôi của nó là 250 nha quý anh chị. 250 một đôi ha. Đó, dòng sư tử trắng sọt. Ở đây em số lượng ít thôi, còn chỉ tầm nó 7-8 con, 90 con vậy thôi. Anh chị nào mua thì cứ chốt nhanh chốt lẹ giùm em. Còn cuối video thì em sẽ làm những cái combo để quý anh chị mình tham khảo đối với dòng sư tử xe nhỏ nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với sư tử đen. Đen ở đây là đen full nha quý anh chị. Ở đây em sẽ có size tầm khoảng 7-8 nha. Và giá em đang bán là 200k một con nha. 200k một con, số lượng thì cũng ít thôi, tầm khoảng 2-4-6-8 con nha quý anh chị. Rồi tiếp tục em sẽ đến với sư tử màu cam đen nha quý anh chị. Trước mặt quý anh chị đây mình sẽ có size tầm khoảng 6-7 cm nha quý anh chị. Đó, màu cam đen. Đây. Đó, mình nhìn ngang á thì mình sẽ thấy màu cam nhiều, còn mình nhìn từ trên mình nhìn xuống á thì nó sẽ cái lưng nó hơi đen đen nha quý anh chị. Đó, dòng sư tử cam đen. Số lượng cũng rất ít. Đó, tầm ở đây còn có 6 con nha quý anh chị. Giá em đang bán là 150k một con nhé. 150k một con. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với một cái combo chiếc sư tử đủ màu và gồm 3 dòng. 3 dòng ở đây em sẽ có là sư tử nè, panda và phi tần.
Đó, về phần màu sắc thì nó sẽ khác khác nhau, chỉ có hai con full trắng thì nó giống thôi, còn lại nó sẽ khác nhau nha quý anh chị. Ở combo này sẽ có là 2 4 6 8 con nha quý anh chị ơi. Đó, rồi để em tính cái giá để cho mình tham khảo ha. Ở đây em sẽ có là 5 con vi tật tương đương là 500k, một đôi sư tử full trắng là 250, tức là sẽ 750, và một con đen 200k, giá của nó sẽ là 950k. Và quý anh chị chốt giùm em cái combo này. Đó, em bán cho quý anh chị mình với giá là 680k nha quý anh chị, gồm nhiều màu sắc. Đó, và cái kích thước nó từ 6cm tới 8cm nha quý anh chị ơi. Đó, một cái combo này thì quý anh chị mình nuôi cái hồ 1m thì nó quá hợp lý. Đó, quá ok luôn. Đó, đủ màu sắc cho quý anh chị mình nha. Và combo như thế này thì em sẽ có được hai combo nha. Hai combo thì em lựa cũng na ná như vậy. Đó, tại vì em nãy em quay thì cái dòng phi tần đó thì nó chỉ có hai con màu vàng cam thôi. Đó, tức là sẽ có hai combo thôi nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào mua chút nhanh chút lẹ giùm em. Đó, cái combo thì cái giá nó rất rất là rẻ so với quý anh chị mình mua lẻ luôn á. Đó. À, và đây là những con cá mới vừa cập nhật cho quý anh chị mình xem xong. Đó, quý anh chị mình thấy thích dòng nào mình chốt dòng đó ha. Đó, và quý anh chị lưu ý ha, cái này em đóng em gửi tỉnh, em chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước, sau đó mới đóng thùng và gửi ship ha. Vì đây là cái mặt hàng cá kiển gửi đi không có gửi về được. Đó, mình tin tưởng thì mua, mà không tin tưởng thì thôi. Em bán cho anh chị em khách hàng nào cũng như nhau. Đó, và cá em đóng em gửi là sẽ có bảo hành trên đường vận chuyển cho quý anh chị mình nha. Đó, chứ không phải nhận tiền xong là phủi tay nha quý anh chị. Đó, anh chị nhận hàng như là cá nó bị yếu nè, đó, vỡ bọc nè, không đúng mẫu hoặc là nó chết nè, em sẽ đóng cái khác gửi lại cho quý anh chị mình nha. Đó, anh chị nào theo dõi kênh của em cũng như đã mua cá của em rồi cũng biết em bán hàng như thế nào. Đó, và video của em cũng xin kết thúc ngắn gọn tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành ít thời gian theo dõi video của em. Nếu thấy video hay, hãy cho em xin một like, hoặc là muốn xem nhiều lần tiếp theo. Đó, em có nhìn dòng cá gì thì quý anh chị mình hãy nhấn cái nút đăng ký để khi em đăng video lên, quý anh chị sẽ nhận được cái thông báo để mình xem cá cũng như là mình chốt cá nha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những clip tiếp theo của em nha.